Hello mọi người nha. Sẵn đây Na với Vinh vừa ngủ dậy này, hai sẽ đi đánh răng cho Na với Vinh nha mọi người. Tại con ngồi lên đây nha. Của con đây nè. Đây. Đây. Đây của con ha. Cầm gần đây cho mẹ, ngồi yên cho mẹ nha. Đây. À đây mẹ tí nha. Chưa ngon quá ha. Ngon ha. Ngon quá. Cầm xuống đây nè. À, mẹ có lại đâu, con cầm mẹ bay cho con cầm thôi mà. Cái áo của Vinh rộng nha mọi người. Sao con muộn hả? Còn đi. Cho chị nào uống giỏi chứ kìa. Nào uống giỏi chứ kìa.
Rồi nào bỏ hết rồi nha mọi người. Con Nguyên sẵn là Nguyên đùa hết nè. Mà giỏi quá. Mà mẹ giỏi quá. Mà mẹ có giỏi luôn. Quyến thích uống này mọi người này. Tí ra mẹ cho uống. Chị Na xong rồi, chị Na đi chơi rồi. Na đi chơi à con? Na đi chơi rồi nè nha. Na ngoan lắm. Con Quyến nè. Quyến nè, con uống nè. Mẹ, tí Quyến không uống nha mọi người. Tí xíu mình cho Quyến uống tiếp nha. À, con đi chơi chị Na đi. Đi tìm chị Na đi. Đi chơi đi nha. Đâu? Chị đâu? Chào chị ha. Chào chị ha. Chị Na ơi.